Vậy thì 5 năm trường xa cách là từ đâu tới đâu quý vị? Tức là từ ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn cho tới ngày 20 tháng 4 năm Ất Dậu năm 1945 là đúng 5 năm. Mà mở đầu trang sử Bi Đát Phật Giáo Hòa Hảo là Đức Thầy khi ra đời được 10 tháng 24 ngày, thực dân Pháp tới tổ đình dời Đức Thầy lên Châu Đốc, sau đó về Sê Đéc. Và trước đó thì Đức Thầy đã viết cái bài dặn dò bổn đạo và từ giả bổn đạo khắp nơi để mà tiên đoán về cái việc này. Từ nay cách biệt xa ngàn, ai người tâm đạo đừng toan phụ Thầy. Giữa chừng đàn nở dứt dây, chưa vui buổi hiệp bỗng Thầy lại xa. Tỉnh sai trong giấc mộng qua mơ màng, cũng tưởng như ta bên mình, tuy là hữu ảnh vô hình, chứ dân lòng tưởng sân trình đạo lai. Cho nên Đức Thầy đã cảnh báo là Ngài sẽ xa cách tín đồ. Thì quả thiệt, ngày 12 tháng 4 Bách Thành, người Pháp đã dời Đức Thầy khỏi Thánh Địa Hòa Hảo lên Châu Đốc, vài giờ sau đó về Sa Đéc. Ở đây được 6 ngày, đây là giai đoạn đầu tiên. Sau đó họ đưa Đức Thầy chúng ta về Hương Nhơn Nghĩa Xà No tại nhà ông Hương Bộ Thạnh. Ở được 75 ngày, tức là 2 tháng rưỡi, rồi lần thứ 3 họ đưa Đức Thầy chúng ta lên Sài Gòn nhà Thương Chợ Quán. Lần thứ 4 họ đưa Đức Thầy chúng ta về Bạc Liêu. Và lần thứ 5 họ đưa Đức Thầy chúng ta về Sài Gòn lần 2. Cộng lại là đúng 5 năm trường xa cách. Cổ điểu quà mai cho đồng đạo Úc Hường một đàn pháo tay của bà con ơi. Dạ. Tuổi trẻ tài cao, kim xanh cổ ngàn vàng khó sánh, cổ xanh kim vô số bị xi măng ăn. Thôi mời đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Thầy Đại Từ Kim Sơn Phật. Thì lời nói đầu tiên của em cháu trong mỗi lần được hội ngộ tất cả đồng đạo chúng ta trong cái đạo tràng của Phật Pháp, em cháu xin lễ phép cúi đầu kính chào tất cả quý đồng đạo đang có mặt trong hội trường cho đạo Phật Pháp kính mến. Kính thưa đại diện gia đình, cũng như là quý cô, quý chú, đại diện cái ngày chánh cúng đáo lại thường niên cho người thân hôm nay. Kính thưa quý vị trong ban trị sự cho Phật giáo Hòa Hảo tại địa phương xã Phú Thọ cũng như các xã khác. Riêng kính các bậc lão thành, các cô bác lớn tuổi, tất cả quý cô bác, anh chị em, đồng đạo, cũng như quý vị có liên hệ trong cái mối thân tộc gia đình láng giềng được trở về đây để mà tham dự ngày giỗ, cũng như là được dự trong cái hội trường chia sẻ Phật Pháp. Thì thưa quý vị, hôm nay tức là cái ngày mùng 8 tháng 2 niên Giáp Thìn, cái ngày dương lịch là hình như là Chủ nhật ngày 17 tháng 3 năm 2024. Thì chúng tôi biết là gia đình của quý cô, cô Sáu và cô Hai ha, chú Năm và chú Út này kia, thì trong gia đình có rất là nhiều cái đám giỗ quý vị. Hôm nay thì trong cái đám giỗ này, ngoài cái việc gia đình tổ chức cúng kiến cái bổn phận hiếu đạo, đó là cái bổn phận căn bản của người con đối với bà cha mẹ, và chúng ta được giác ngộ tu hành qua lời dạy Đức Thầy, đó là con người có tổ có tông, học hai chữ nghĩa sao không phượng thờ, hiếu trung chuyển tích sờ sờ, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Hay là thở tuổi ấy là thời thơ ấu, ơn mẹ cha dạy dỗ lúc nâng niu, lớn lên rồi cần giữ lấy quy điều của Phật Thánh dạy người trung lẫn hiếu. Cho nên bổn phận cúng dỗ đó là cái việc mà chúng tôi nghĩ người tín đồ giáo Hòa Hảo ai cũng đã nằm lòng. Tuy nhiên hôm nay cái đám dỗ đây không chỉ đơn thuần là báo hiếu theo cái tính cách riêng của gia đình, mà còn có một cái tính cách cộng đồng về sinh hoạt tôn giáo, đó là chúng ta xây dựng một cái hội trường để truyền bá Phật Pháp, trùng tiên lại lời dạy của Đức Thầy. Ở đây được xem là cái bước tiếp theo, đó là nhân cái việc của gia đình, chúng ta cũng thực hiện luôn cái việc của Phật Pháp, đó là ôn lại giáo lý Đức Thầy. Mà từ sớm tới giờ thì mọi người đã được tham dự trong hội trường, đã được chia sẻ qua chú Mười ha, là một cái bậc gọi là tiền bối trong đạo, đã đến đây để gặp gỡ quý vị trên dưới cũng khoảng một giờ đồng hồ. Thì theo cái sự sắp xếp của gia đình với ban tổ chức thì Đại Hường được cộng tác, tức là sẽ được đến đây để chia sẻ cái giờ còn lại tùy theo cái thời gian mà gia đình cho phép. Thì thôi, lời nói đầu tiên thì Đại Hường cũng xin chân thành cảm ơn gia đình đã tạo điều kiện cho Đại Hường đến đây để tham dự, cũng như cảm ơn tất cả cô bác mình trước. Mặc dù nơi đây rất nhiều các vị lão thành ha, cô bác những vị đã trưởng thành trong cửa đạo, nhưng mà chúng ta cũng mặc áo lễ để mà ủng hộ hội trường.
Có thể nói là Phật Pháp, nhất là giáo lý Phật giáo Hòa Hảo chúng ta trong cái chương trình sinh hoạt đạo trong những năm trở lại đây thì chúng ta không có thiếu lắm quý vị, đúng không? Có thể nói là muốn dư nữa. Nội cái chương trình thuyết giảng của ban trị sự là chúng ta nghe là hàng tháng, hàng quý rồi. Rồi hôm nay lại là cái chương trình của gia đình nữa. Thì chúng ta nghe đây là để ủng hộ thôi. Thật ra không phải là chúng ta khao khát như những năm trước. Rồi bây giờ ở trên mạng thì lại là tràn lan nữa, chúng ta muốn nghe bây giờ hắn nghe Pháp giờ nào cũng có hết. Nhưng mà bây giờ mình lại ngồi đây nghe thì cái Đại Hường nghĩ đây là một phải nói là tinh thần cao độ mới được, không? Chứ có những người người ta không có tinh thần, ta nói thôi để về nhà đó mình mở mạng nằm võng nghe nó sướng hơn. Nói dạ ngồi đây rồi phải mặc áo lễ rồi phải ủng hộ này kia nọ, nó cực hơn, đúng không có anh chị em? Nhưng mà chúng ta nghe ở đây là để mà mình tạo lên một cái phong trào và để cho chúng ta thấy được là Phật giáo Hòa Hảo chúng ta bất diệt. Chứ vấn đề hiểu biết thì chúng ta đã có hiểu biết rồi. Thì thật sự mà nói thì đối với cái quê hương của Tam Nông Phú Thọ đây thì Đại Hường cũng có nhiều kỷ niệm. Nói rõ ra thì con cũng có cái duyên gắn liền với nơi đây rất là nhiều. Lúc mới đi tu thì đến đây được anh truyền, được xem là một sư huynh, hay mình nói cái từ gần như là sư phụ ha, những người đã đi trước để mà hướng dẫn mình. Lúc đó con vô đây chỉ mới có 15, 16 tuổi thôi. Anh cũng dẫn đi thúc nốt tu học và mỗi lần mà đi về thì cũng ghé đây. Rồi con nhớ là lần đó nhà bà Tám khi phát tâm ha, lúc đó bà Tám, ông Tám còn mạnh khỏe, phát tâm đi đoàn với mấy anh đó. Thì cái năm đó con mới có 17 tuổi thôi quý vị. Đi tu hồi năm 15 tuổi mà tới 17 tuổi thì anh chị anh sắp xếp cho con lên thuyết trình. Nói chàng ơi mới tu có 2 năm mà thuyết trình. Lần đó con nhớ là thuyết cái đề tài chữ hiếu gì đó, tức là mình nghe cô Tiết hồi xưa thuyết đó quý vị, và cái mình gọi là copy lại đó. Rồi mấy anh cũng chỉ dẫn thêm này kia. Thì con nhớ năm đó là mới 17 tuổi là con đã có một lần gieo duyên nói chuyện ngay nhà bà Tám bên đây rồi ha. Thì ở nơi đây thì giống như cái quê hương thứ hai của Đại Hường, rất là gần gũi. Thì đồng đạo ở đây thì cũng vậy ha, giống như là một cái nơi mà mình đôi khi quê hương của mình mà còn không gần gũi bằng, không có gắn bó bằng. Nhưng mà trong cái nhân duyên đạo Pháp đó quý vị, nó không có đứng yên một chỗ, đúng không? Nó phải thay đổi, phải lưng lưu. Rồi trong những năm 10 năm trở lại đây thì cái nhân duyên nó vận chuyển, mình cũng không có tới lui nhiều, nhưng mà cái tình thì lúc nào cũng để vào tâm. Rồi những người đã nâng đỡ mình, đã đào tạo mình, đã trợ duyên cho mình khi mình mới phát tâm tu. Hôm nay đã trải qua 20 năm rồi quý vị. Năm đó là con 17 tuổi, mà năm nay con 47 tuổi rồi. Mới đây thành ông lão rồi không? Còn quý cô bác mà là thành cụ hết rồi. Những đồng đạo lúc đó thì có người đã vãng sanh rồi, không lớn tuổi như chị Ba Nhàn đây, lúc đó là tu sĩ khoảng 3-44 mấy tuổi, bây giờ cũng 60-70 rồi, không? Cũng những đồng đạo lúc đó đã trưởng thành thì bây giờ đã lên lão. Còn những đồng đạo lão lúc đó thì thôi về Phật trước mình rồi, đợi mệnh bệnh. Thì chúng ta thấy là đạo bây giờ thì đã trải qua nhiều năm, đồng đạo chúng ta lần lượt mình cũng bước vào cái tuổi gọi là lão niên. Nhưng mà tinh thần đạo thì không bao giờ chúng ta ngưng lại được, mà lúc nào cũng phải cố gắng. Thì hôm nay được dịp trở về đây để gặp lại dự đám giỗ và cũng thăm lại mọi người. Thì cũng một số đồng đạo ở Phú Thọ, như ở Tâm Năm, khu 8, khu 9 thì cũng thường xuyên chúng ta cũng gặp nhau trong cái quê hương của Đồng Tháp. Thì thôi lời nói xin chân thành cảm ơn mọi người. Thì đó là cái lời nói để chúng ta chào mừng nhau. Thì thôi bây giờ trở lại cái chương trình chia sẻ Phật Pháp. Thì hồi nãy vừa rồi thì chú Mười đã nghi vấn ha, tức là quý vị mình nêu lên trong giảng thầy để mà chia sẻ. Bây giờ đến Đại Hường rồi, bây giờ tiếp tục nữa hay sao, hay là có đổi chương trình là tự thuyết hay là nghi vấn tiếp quý vị? Bây giờ cái thời gian thì chắc cũng vài mươi phút thôi, cũng không có được nhiều. Bây giờ mình tự thuyết hả? Dạ. Bà con có thể thiếu gì cho nó? Thì thôi vừa qua con cũng ý kiến thì mọi người nói thôi sớm thì chú Mười đã nghi vấn rồi, thôi Đại Hường tự thuyết tự chọn đi. Vì vậy nghi vấn thì những cái bậc gọi là trưởng lão trong đạo ha, có cái nhiều năm nghiên cứu tu học thì hỏi nó dễ, còn mấy con thì tính ra thì cái thời gian tu học thì cũng chưa có dài dặn bằng mấy chú, ra nghi vấn cũng được, mà đưa lên đây lỡ trúng tủ ngặt cái gôn cái chìa khóa. Nhớ mày mại mà cãi không ra, lúc đó ứng khẩu bốn câu thơ: đạo Pháp mênh mông bình bồng cản trở, thân tôi học dở nên chẳng thuộc bài, xin với quý ngài cho tôi buốt xuống.
Quý vị mình có nghe những cái câu chuyện trong đạo vui vui hồi xưa khi mà người ta tổ chức đố vui đó quý vị. Khi mà mãn khóa học hồi xưa Trung ương Giáo hội đã học 3 tháng rồi, cái tổ chức đố vui để mà ôn lại những gì mà thí sinh đã học trong 3 tháng vừa qua. Thì có cái anh thí sinh này là suốt mấy tháng qua là anh ít có được lên thực tập lắm. Ta học rồi trả bài thực tập mà toàn là những cái người nhanh nhẹn ta lên, còn mình không được lên. Mà bữa nay đố vui là cái cơ hội cuối cùng. Mình không được lên nữa là kể như mình không gặp khán giả. Giống như lần đó con đi núi có cái đệ này, mấy lần trước đi đoàn 5-3 người nó đâu được lên. Tới chừng nó được lên cái nó khóc ròng. Nó nói chút xíu rồi con không gặp mặt cô bác mình rồi. Cái nó nói bộ đệ bị cái gì bệnh quả sao chứ không gặp. Nó có con cha nào cho lên đâu gặp. Tức là em tại không có được lên cho lấy gì gặp. Thì hôm nay cũng vậy, cho nên cái vị thí sinh này nói đó là nếu mà mình không tranh thủ cái cơ hội này là không còn cơ hội để mà lên nữa. Cho nên ban tổ chức vừa điểm 1, 2, 3 là thí sinh này giơ tay lên liền. Thì hồi lúc đi lên thì không có gì, nhưng mà khi quay lại đó là ngày xưa có khóa học đông lắm vậy, nhiều khóa học người ta gom lại đấu vui là cả ngàn người. Mà hổm rài suốt trong 3 tháng mình đâu có thực tập diễn đàn đâu. Bởi vì lời xưa nói làm sao, diễn đàn là cái chi chi, ai đi đến đó vậy thì cũng rung. Trái tim nó đập thùng thùng lờ mà con mắt mà lùng bùng hai cái lỗ tai. Cho nên quý vị đồng đạo mình cũng nghe nói vui vui đó, nhiều ông tập làm sứ ngôn mà chưa có từng làm đông người, giống như lần đó con đi thúc nốt học mấy tháng rồi cái về An Phong nè quý vị. Cái bữa đó tổ chức cũng từng cái anh em nói đệ Hường nó đi thúc nốt thì tôi học thôi, bữa nay để cho đệ nó làm sứ ngôn đi. Mà nó thúc nốt mình học là mình chỉ thực tập trong cốc thôi, chứ đâu có mà đứng trước 100 người. Tới chừng mà lỡ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hai cái chân con nó rung như trụ cầu. Cho nên lúc này đó là rất là rung quý vị. Cái anh ta lên đó anh ta nhìn xuống, cái lúc này thấy là hồn bất phụ thể rồi, quá rung rồi. Nhưng mà thôi lúc này lấy tinh thần lại, cái anh ta nói thôi có ở đâu rung, bây giờ mình cứ coi mọi người giống như là hột tiêu đi. Cái nói tôi coi quý vị giống như là hột tiêu, mà không nhè là cái ống đó cái bên nó phát ra, chứ tôi coi quý vị giống như là hột tiêu. Làm cho lúc nãy dưới ta cười cái rằng cái ông rung nữa. Rồi lúc này ông hết biết làm sao rồi, cái ông nói thôi làm sao cho con xuống diễn đàn, làm sao cho con xuống diễn đàn. Lúc đó ông Chánh Vũ Khảo ông giận quá, công trình dạy 3 tháng nay mà giờ đây lên làm mất mặt. Ông nói thì giờ là con tự xuống, không để ông lên ông cõng con xuống sao. Cho nên nói cái chuyện vui vui, lần nọ đồng đạo mình đã tập làm sứ ngôn đi vô trong khu 8, con nhớ kể lại có ông đồng đạo bên con Phú Thuận này qua làm sứ ngôn. Thế bữa đó cầu nguyện cho cái người qua quá cố ta Na Nguyễn thì Nguyễn Văn Tý, cái ông cầu nguyện cho Nguyễn Văn Chuột. Bởi ông rung ông quên đó, người ta nói Tý, ông nói Tý là chuột đó chứ đâu. Còn cái lần đó cầu an cũng vậy, người ta cầu cho đồng đạo đó là tiêu tan chướng nghiệp, cái ông nói là cầu nguyện cho đồng đạo là tiêu tan sự nghiệp. Chàng ơi cầu mà tiêu tan sự nghiệp kiểu này chết luôn. Thì đó là những cái việc vui vui mà nó có thiệt nghe quý vị, chứ không phải nói để vui không mà nó có thật. Tức là trước đông người chúng ta không có thực tập thì nó sẽ rất là làm cho mình mất tập trung. Thì thôi trở lại, tức là quý vị mình cho phép đại hường tự nói. Thì thôi bây giờ con xin giống như không nghi vấn mà cũng giống như là mình chọn cho một cái chủ đề về nghi vấn đi. Thì mấy ngày nay con nói chuyện ở bên nhà của đại hường bên Phú Thuận, Long Thuận đó. Thì bữa đó con có nêu lên 4 câu giảng đó là chốn Phật đường ráng trao đức hạnh, phải bền lòng mới rảnh trần ai. Chuyện cao siêu Phật Pháp còn dài, khó gặp chữ không không mà có. Mà con nói vòng do hồi mới con câu đầu cái hết thời gian, cho nên còn sót lại 3 câu sau. Tức là con nói được con câu là chốn Phật đường ráng trao đức hạnh, còn 3 câu sau chưa nói, thôi bây giờ con tiếp theo. Tức là bữa nay cái nhân viên trở về Phú Thọ ha, gặp đồng đạo mình con xin nói cái đoạn sau đó là phải bền lòng mới rảnh trần ai. Chuyện cao siêu Phật Pháp còn dài, khó gặp chữ không không mà có. Thì thưa quý vị, ba cái đoạn giảng này, ba cái câu giảng này nói gom lại là 4 câu trong một đoạn. Thì quý vị mình đã biết là con chích ở trong cái bài Sa Đéc quý vị, Đức Thầy viết vào ngày rằm tháng 4 năm Canh Thìn. Thì nếu chúng ta là người tín đồ Phật giáo hòa hảo đó, ai mà có từng đọc giáo lý, và nhất là quý vị đọc lại cái bài lời nói đầu Đức Thầy viết làm sao, 5 năm trường xa cách, cái chánh sách áp bức tôn giáo gắt gao của người Pháp làm cho tôi không được gần gũi các người, hầu giải bài tường tận về tôn chỉ hành đạo của tôi. Vậy thì 5 năm trường xa cách là từ đâu tới đâu quý vị? Tức là từ ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn cho tới ngày 20 tháng 4 năm Ất Dậu năm 1945 là đúng 5 năm.
mà mở đầu trang sử bi đát Phật giáo Hòa Hảo là Đức Thầy khi ra đời được 10 tháng 24 ngày, thực dân Pháp tới tổ đình dời Đức Thầy lên Châu Đốc, sau đó về Sê Đéc. Và trước đó thì Đức Thầy đã viết cái bài dặn dò bổn đạo và từ giả bổn đạo khắp nơi để mà tiên đoán về cái việc này. Từ nay cách biệt xa ngàn, ai người tâm đạo đừng toan phụ Thầy. Giữa chừng đàn nở dứt dây, chưa vui buổi hiệp bỗng Thầy lại xa. Tỉnh sai trong giấc mộng qua mơ màng, cũng tưởng như ta bên mình, tuy là hữu ảnh vô hình, chứ dân lòng tưởng sân trình đạo lai. Cho nên Đức Thầy đã cảnh báo là Ngài sẽ xa cách tín đồ. Thì quả thiệt, ngày 12 tháng 4 Bách Thìn, người Pháp đã dời Đức Thầy khỏi Thánh địa Hòa Hảo lên Châu Đốc, vài giờ sau đó về Sa Đéc. Ở đây được 6 ngày, đây là giai đoạn đầu tiên. Sau đó họ đưa Đức Thầy chúng ta về Hương Nhơn Nghĩa Xà No tại nhà ông Hương Bộ Thạnh. Ở được 75 ngày, tức là 2 tháng rưỡi, rồi lần thứ 3 họ đưa Đức Thầy chúng ta lên Sài Gòn nhà Thương Chợ Quán. Lần thứ 4 họ đưa Đức Thầy chúng ta về Bạc Liêu. Và lần thứ 5 họ đưa Đức Thầy chúng ta về Sài Gòn lần 2. Cộng lại là đúng 5 năm trường xa cách. Cho nên có chỗ Thầy nói đó quý vị, khi mà Đức Thầy mới ra đời đó là tín đồ mới phát tâm tu. Cho nên Thầy nói làm sao? Từ bi ngọn đuốc mới nhen, tức là giống mới nhen nhấm thôi. Giả như mở cửa mà then còn cầm, giống như mới mở cửa còn cầm cái then đây. Cái nền đạo quá mới mẻ mà Đức Thầy đã bị xa cách, cho nên nhiều đồng đạo phân dân và mọi người ngơ ngác bàng hoàng chen lẫn trong đau thương tức tối. Nhưng mà với Đức Thầy, Ngài cho biết làm sao quý vị? Càng đi thì càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông. Tín đồ thì lo lắng, nhưng mà Thầy thì thản nhiên, bởi vì bậc thánh là các ngài hiểu được cái điều này, phải chấp nhận được cái nghịch cảnh. Quý vị mình thấy là mình nghĩ tu chắc có lẽ là người ta cưng như chứng hứng như qua, nhưng không có, tu là phải sống trong nghịch cảnh. Bây giờ mình được đi đám tự do tự tại phải không, đi ung dung. Còn Phật hồi xưa tu phải trốn mà, có phải trốn không? Đức Thầy xác nhận là thừa đêm khuya lén trốn vào rừng, trốn mà đi tu. Rồi giờ mình đi đám có trốn không? Không, đi công khai, không có trốn ai chứ. Vậy là mình ngon hơn Phật. Phật hồi xưa phải trốn đi tu. Còn Thầy mình cứ bị kèm kẹp đủ thứ trơn, thậm chí tín đồ tới thiên nghe Đức Thầy thuyết pháp mà Thầy còn không được giảng đạo nữa. Thầy mới viết cái bài giọng khàn đó: lập chí giác dân đến giọng khàn, cảm tình bổn đạo ngạt lời khang. Bị Linh Kính Pháp nó rình, hãy thuyết pháp là nó bắt. Tạm ngừng lý lẽ trong cơn túng, sinh chớ ưu sầu cuộc dở dang. Nghĩ cuộc đời lương tâm càng cố gắng, lòng ta sao rối rắm cuộc tầm tơ gì đâu nên nổi hẩn hờ. Với người tha thiết đợi chờ ngoài sông. Ngoài sông tức là ngoài sông cửa đó quý vị. Đồng đạo tới mà Thầy không được thuyết pháp. Mà giờ con nói mình tu thời kỳ này ngon nhất là bên ban trị sự đó, người ta được đi thuyết trình và được chính quyền tới dự. Còn hồi xưa mà con xuống thốt nốt, anh chị anh nói vô chú Sáu Bền đó, đi thiết trình xong là người ta bắt, giống như cái bắt cóc bỏ dĩa đó. Mới là cái đám dỗ này mời ổng xong thả ra chiều ổng đi đám tận nói đạo nữa. Giờ lần đó cái ông bác ba Mù Phước đó quý vị, ổng đi thiết trình ổng đâu có thấy đường đâu. Cái ông dặn cái ông chở ổng đó: chừng nào mà để thấy người ta nghe đạo nhiều để khiều khiều cho tôi, đặng tôi biết tôi nói nhiều một chút. Cái bữa đó vô ở trong Cờ Đỏ đang nói chuyện cái công an chính quyền ta tới, cái ông kia ổng không phải khều cho ổng nói mạnh, mà khều nói có công an tới đặng cho ổng tấp máy lại. Mà lúc đầu ổng dặn là khều nói mạnh, thành ra ổng nói mạnh hơn, ổng nói thiên cơ thời cuộc, ổng nói tầm lum hết trơn. Nói họ ông kia nó thôi bắt ông đi luôn, mời ông đi gỡ lịch luôn. Cho nên hồi xưa nó khó khăn vậy đó quá chê mạnh, mà mọi người còn tu được, còn bây giờ nó dễ lắm. Vì trở lại trong cái bài Xe Đét này là Đức Thầy chúng ta gặp cái người Pháp họ thử thách. Mà đối với chúng ta gặp một cái thử thách là mình nản, nhưng mà đối với Phật Thầy là Đức Thầy nói là sao? Việc khó khăn lắm lúc khôi hài, giống như một cái trò cười, cái hài kịch thôi, có gì đâu, ấy cũng bở thài lai ông tạo. Ông nhồi quả cho người hành đạo. Mình gặp khó khăn là nhồi quả cho nè, cho mình. Lúc nguy nàng thối chí cùng chăng, nếu bền lòng dị quả cao thăng. Còn chẳng chặt dạ bỏ lăng Phật Thánh. Giờ mới tới câu là trốn Phật đường ráng trao đức hạnh, đó phải bền lòng mới rảnh trần ai. Thành ra ở đây cho con tự thiết, con nói nó hơi dài giọng chút nghe quý vị. Bây giờ con hỏi mình nào, bây giờ mình tu á,
mình thích nghịch thuận cảnh đúng không? Thuận cảnh thì dễ chịu, giống như mình đi đám, tuần đám cầu nguyện đây mà người thân mình ủng hộ cái mình đi khỏe lắm, mà mình mới đi đây cái con mình nó nói chàng ơi, cha mẹ ông bà gì đó đi đám thì coi như đi cầu nguyện thì coi như niệm Phật, mà về nhà toàn tụng kinh không à, hỏi kinh gì, nó ba bộ kinh cằn nhằn, ba bộ kinh cự nhữ á, là bắt đầu mình gặp nghịch cảnh rồi. Nhưng mà lời xưa nói chúng ta là gặp nghịch cảnh như là gặp bạn, như tri âm bỉ ngạn giúp ta. Nhớ khi xưa Đức Phật Thích Ca nhiều kiếp bị đề bà làm hại, mà mỗi lần hại như dung phân rải. Cho nên mỗi lần mình gặp nghịch cảnh là nhắc nhở cho mình. Giống như lần nọ con đọc ở trên mạng đó, ta nói câu thế này nè quý vị. Cá đó mà nó lội ngược dòng là con cá thì nó mới là cá sống, đúng không? Con cá mà nó xuôi dòng là cá gì? Cá chết. Đồng ý không? Con cá chết mà nước chảy dài xuôi là nó thu sao, mà nó đâu có sức đâu nó lội. Còn con cá sống đó, hễ mà nước chảy là nó lội ngược ngược lên không à. Cá phải lội ngược nước cho cá không có lội xuôi nữa. Thậm chí vậy mình thấy người ta sẽ quay trên mạng đâu, nước suối trên đổ ào ào xuống mà nó còn phóng. Vậy thì người nào tu mà thích thuận cảnh đó là giống như mình là con cá chết đó. Còn mình gặp nghịch cảnh là mình là cá sống. Chịu làm cá sống hay làm cá chết? Làm cá sống cho anh chàng pháo tay. Vậy thì hôm nay trở lại ở đây, tức là trong cái bài Sa Đéc này, trong nội dung là Đức Thầy nhắn gửi chúng ta rất là nhiều. Xe rồ săn dục chạy bãi bươn đến phước dạng tình thương náo nức, khắp bá tánh chớ nên bực tức, bởi nạn tay vừa mới dấn dương, chốn liên đài bát ngát mùi hương, nhờ chỗ ấy mới thi công đức. Dù dạy con cả nào đâu than cực, tiếng làm thầy phải nặng đôi vai. Muốn làm thầy là phải chịu thử thách này kia nọ, việc khó khăn lắm lúc khôi hài ấy cũng bởi thầy lai ông tạo. Vậy thì ở đây Đức Thầy nói là chốn Phật đường dán trao đức hạnh, phải bền lòng mới rảnh trần ai. Cái câu trước cũng rất là hay, nhưng mà con đã nói rồi, mình tiếp theo câu sau. Bây giờ chúng ta phải bền lòng, tức là trong cái quá trình tu hành Đức Thầy khẳng định là phải bền lòng thì mình mới rảnh trần ai. Rảnh trần ai tức là chúng ta không còn bị trói buộc trong cuộc đời này nữa. Mà trong cuộc sống này có hai phần phàm và thánh phải không quý vị? Cuộc sống ở thế gian là phàm, mà Đức Thầy nói phàm trần thì như chỉ rối cuồng, mình sống ở đời nó rối vậy lắm, mà còn sai đắm theo tuồng lẫn lơ, lời lành mắt lắp tai ngơ, đua theo Phật chất hững hờ đàn tiên, đó là phàm. Còn thánh Đức Thầy nói làm sao? Nếu chúng ta sống theo cảnh giới của thánh thì Ngài cho biết là Phật tiên thánh lòng nhân hà hải. Cái người sống theo tâm của thánh là cái lòng mình phải lớn quý vị, như hà hải là như sông như biển vậy đó. Những ước ao thế giới hòa bình, nên khuyên đời truyền bá sử kinh cho sanh chúng sửa mình trong sạch. Hay là sao quý vị? Mình Đức Thầy nói nè, thánh nhân ghi sách trung dung, hiền nhân thức tỉnh biết dùng người ngay. Tức là cái bậc thánh là phải có cái công dạy đời, mà cái người hiền là phải giác ngộ. Thánh hiền roi tích đời xưa, nhờ tâm từ thiện người ưa kính thờ. Vậy thì chúng ta sống theo cảnh giới của thánh là chúng ta mới thoát được cái phàm này, tức là phải bền lòng mới rảnh trần ai. Còn mà mình còn bận bịu trong cái cuộc đời này, chúng ta còn bị đau khổ chi phối, còn bị những cái nghịch cảnh làm cho chúng ta đau khổ, là chúng ta chưa có rảnh trần ai, mà mình còn bị trần ai nó làm khổ mình. Đau thì ai cũng đau, bệnh thì ai cũng bệnh. Vì đôi khi nghèo thì đồng đạo mình tu đâu phải ai cũng giàu hết, có người cũng nghèo. Nhưng mà con nói nếu cái người tu mà biết đạo hiểu đạo rồi, nghèo bệnh khổ chúng ta an vui được, đó là rảnh trần ai. Còn nếu chúng ta chưa biết đạo, chúng ta sẽ bị cái nghèo nó làm khổ, bị cái bệnh nó làm khổ, và bị cái cuộc đời này nó chi phối mình, thì như thế là chúng ta chưa có rảnh trần ai. Mà muốn rảnh trần ai, Đức Thầy khẳng định là phải bền lòng mới được. Bền lòng là sao? Tức là khi nhập môn vào đạo rồi, mình phải cố gắng tu cho thật là bền với năm tháng. Trong cái tu có ba phần quý vị: tu đúng nè,
tu thiệt nè, già phải tu bền. Ví dụ mình tu đúng rồi đó, tức là chọn đúng chánh đạo rồi đó, chọn đúng cái nơi ngon rồi đó, mà ngặt cái mình không bền, vậy được không quý vị? Không. Rồi mình tu thiệt rồi đó, tu thật tâm rồi đó, không có tu giả đó, mà ngặt cái tu thời gian nghỉ, vậy cũng đâu có được. Thành ra tu đúng tu thiệt rồi mà thiếu tu bền là không được. Phải bền, tức là phải tu mà cho giờ hôm nay mình tu 40-50 năm hay chăng nữa mà nói tới đạo là mình vẫn hăng say và chúng ta vẫn xem như mình mới phát tâm. Chứ nhiều người tu thời gian đó thôi, giờ tôi đủ hết rồi. Nếu như trên con ông này ta rủ làm từ thiện, nó mấy ông làm đi, tôi làm rồi. Rủ đi cầu nguyện, nó mấy ông đi, tôi cầu rồi. Mà trong khi đó là xưa nói làm sao quý vị, mình học đạo nghìn thu chưa thấy đủ, giúp đời muôn thở vẫn song pha, đất trời non nước dù thay đổi, một tấm lòng son vẫn mãi là, thì đâu có cái gì gọi là đủ. Phải không? Mình phải vẫn còn thiếu. Cho nên cái câu người xưa nói nè, càng học thì sao? Càng thấy mình còn ngu, mà càng tu thì càng thấy mình còn lầm lỗi. Chứ đừng nói tôi tu năm nay là tôi đủ rồi, tôi chọn vẹn, không có, chưa có đủ đâu. Giống như chị Ba Nhàn ở đây, tính ra tuổi đạo giờ nếu mà bên đạ bên sư là bên lên sư bà đó, 50-60 năm rồi còn gì nữa. Con mới sơ sơ đây còn 30-40 rồi, mấy chị mấy cô này là 50-60 rồi. Ở bên sư mà cái người mà tuổi đạo 50-60 là người ta lên sư ông sư bà hết trơn đó quý vị. Mình là cái tuổi đạo mình rất là cao, nhưng mà bây giờ lúc nào mình cũng phải là mình vẫn còn cố gắng thêm, chứ không nghĩ là mình đủ. Cho nên lần đó con nhớ có một câu chuyện, có cái vị đệ tử này lên núi học đạo, học đâu cũng thời gian, cái có cái tâm độ đời đến xin với thầy để mà xuống núi độ đời. Mà ông thầy ông biết đệ tử mình chưa có đầy đủ công hạnh, ông thầy ông nói con chưa có đi được, mà vị đệ tử này cứ đòi xin với thầy là dứt phát phải đi. Giống như cô bác mình mấy năm trước mà mình nghe cái tuồng cải lương gì mà hát cái câu hang gì vui vui bên cảnh hát đó, giờ thầy cũng nói sao, nhỏ ơi con chưa có đủ sức đủ tài đó. Cái đệ tử nói nhưng con có một tấm lòng. Cái ông thầy nói một tấm lòng thì có được cái gì đâu, tấm lòng không sao được, cần phải có khả năng. Thường thường quý vị mình nghe trên mạng người ta nói câu sao, có tâm mà phải có tầm, đúng không? Có tâm là mình có cái lòng, mà có tầm là mình có cái tài. Nhiều khi mình có cái lòng mà mình không biết rồi vô mình làm hư hết trơn, thì như vậy nó không thành công. Tức là có cái lòng phát tâm giúp người làm việc gì đó, nhưng mà phải có cái tài, tức là phải làm cho được việc, chứ không phải làm và hư bột hư đường hết. Gọi là có tâm mà không có tầm. Mà chúng ta muốn thành công là vừa có tâm mà phải vừa có tầm. Có cái lòng muốn làm mà phải làm cho bằng được, chứ không phải làm hư bột hư đường là không xong. Cho nên ông thầy ông cản hoài mà vị đệ tử này không chịu. Cái ông thầy ông muốn dùng cái cách khéo để nhắc nhở đệ tử mình. Ông nói thôi con ra ngoài trước chùa đó, con hốt vô đây cho thầy thao đá đi. Cái khi hốt vô đầy thao, cái thầy hỏi, ông thầy ông hỏi chứ cái thao đó đầy chưa con? Cái vị đệ tử nói dạ con thấy vậy là đầy đó thầy. Cái ông thầy ông nói cái này là đá lớn, thôi con hốt số đá nhuyễn con để vô đi. Thì đá lớn nó vẫn còn những cái lỗ hở, không quý vị, để đá nhuyễn vô nó vẫn lấp lấp. Cái ông thầy nói vậy đầy chưa con? Nói đệ tử nó theo con thấy vậy là đầy. Nó thôi bây giờ con ra ngoài trước con hốt vô mớ cát nữa đi, hồi nãy là đá nhuyễn rồi bây giờ cát nữa. Khi đổ cát vô rồi cái ông thầy nói vậy là đầy chưa? Cái đệ tử dạ con thấy vậy là đầy. Ông thầy nói chưa, con chế nước vào đi, chế nước thì nước nó vẫn thấm. Lúc đó ông thầy nói như vậy mới là đầy. Lúc này đệ tử ngộ không quý vị? Ngộ. Vậy là mình chưa có đầy, thôi không dám đi, ở lại chùa tu tiếp tục. Cho nên trong cái quá trình tu hành của chúng ta cũng như vậy. Ngày xưa đó quý vị, mình có một số đệ tử khi mà đắc quả A La Hán rồi, cái Đức Phật mới thuyết lên cái quả Bồ Tát, cái các vị này nó ủa bộ các con đã chứng lục thông thoát ra khỏi tam giới rồi mà bộ còn tu nữa sao? Phật nói vẫn còn. Đắc quả A La Hán là chỉ mới có độ mình thôi, tức là mình giải thoát, nhưng mà phải phát tâm thêm là độ đời, là tu lên cái quả Bồ Tát, chứ không phải đắc quả rồi mà đủ. Cho nên có lần đồng đạo mình hỏi đó, Đức Thầy nói đó, nếu ai giữ đặng chọn lành chọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Cái đồng đạo nói ủa sao chọn lành chọn sáng mà còn học thêm nữa là sao? Chọn lành tức là không còn điều ác, chọn sáng là không còn điều tối là được rồi. Mà thầy nói sao về Tây Phương mà học đạo nữa? Xin thưa, về bển là học đạo Bồ Tát.
để sau này trở lại cứu vớt chúng sanh. Bởi vì cái người đắc quả A-la-hán hay là vãng sanh chứng vào cái quả A-bệ bạc trí là bất thối chuyển, nhưng mà chúng ta mới độ cho mình thôi, mà chúng ta không học đạo thêm là mình không thể độ cho người. Bởi vì muốn độ người là phải có cái tâm kiên nhẫn vậy lắm độ mới được, chứ đừng không mình lại cái người ta làm vài cử chỉ cái mình nản à. Cho nên trong lúc quá trình tu hành, Đức Thầy dặn mình câu sao quý vị? Giúp đời đừng đợi trả ơn đó, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Mình giúp người, mình độ người mà mình không có cái tâm cao đó ha, là mình dễ nản vậy lắm. Thấy không? Bởi vì thế gian này chúng sanh tâm tối, cho nên thậm chí Đức Thầy mà Ngài nói làm sao? Chân giờ khỏi cửa mà ra về phủi ơn, tức là mới trị bệnh đó hết thôi, ra khỏi cửa là chê bai rồi. Thấy đời tu dối phiên lan, từ nay sửa lại gặp cơn thái bình. Phật trời đâu dụng phép lâm, chỉ dùng đạo đức mặc tình ghét ưa. Nghinh ngang làm thiếu lấy thừa, mẹ cha chẳng kể dối lừa ngổ ngang. Ngày nay mới đến Phật đàn niệm một tiếng Phật, đồi an bệnh liền. Rồi chậm lành chê Phật ngạo tiên, rồi sao tội nghiệp liên miên tới mình. Đây là những chúng sanh gọi là khó độ nè. Mà nếu cái người tu chúng ta muốn phát tâm Bồ Tát độ đời là mình phải vượt qua những cái điều này. Mình đem cái tốt đó cho người nhưng mà chưa chắc gì người nhớ. Đem cái hay tới cho người chưa chắc gì là người ghi, mà có khi người phủi. Mà chúng ta muốn độ đời là mình không có chấp vào cái việc này, tức là ta làm bổn phận ngạo khinh mặt đời. Mình làm cái bổn phận của mình thôi, còn người ta nhớ hay không là quyền của họ. Hết giờ chưa? Nãy nó 11 giờ hả? Chưa hả? Vậy thôi bây giờ trở lại, chắc bữa nay con nói một câu nữa quá. Một câu là phải bền lòng mới rảnh trần ai đó. Tức là bây giờ chúng ta phải bền lòng trong cái quá trình tu hành thì mình mới rảnh được trần ai, tức là chúng ta mới thoát ra ngoài cái đau khổ. Còn nếu chúng ta không bền lòng, chúng ta bị ngưng đoạn ở một cái nơi nào đó thì chúng ta không thể rảnh trần ai, cô bác anh chị. Cho nên quý vị mình nghe trong cái tác phẩm của Bác Hay Như Sanh có một câu chuyện Bác Hay nói rất là hay đó. Có một số người tới nói Bác Hay là đồng đạo đó tu giỏi, tu coi như là siêu hơn những người khác. Cái thời gian cái người đó ngưng cái Đức Bác Hay nó bị gì đi nhón mà, cho nên anh đi không có được lâu. Mình đi phải đi bằng cái bàn chân, chứ đi bằng đừng có đi bằng cái gót chân, hay là đừng có đi bằng cái mũi chân. Cái gót chân, cái mũi chân là mình biểu diễn giống như mấy người ta siết rồi đó không? Mấy người ta múa rồi đó, vui một chút thôi, chứ còn đi lâu đi không có được. Thì hôm nay chúng ta tu cũng vậy, tinh tấn mà. Phải tu trong cái cách gọi là bằng cái khả năng của mình. Cho nên Đức Thầy dặn chúng ta là đường đạo lý chớ nên chán nản. Thấy không? Hay là sao vậy? Mình đường đạo đức bước đi từ nó chữ tu hiền ngay thẳng lần hồi, thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương lê thứ tới hồi khổ não. Do đó mà hôm nay trong cái quá trình tu bền là chúng ta phải chịu đựng được với cái thời gian. Thôi giờ bền mà nói cái đó là nói tổng quát. Bây giờ mình bền trong cái gì? Những cái việc mà hàng ngày con với quý vị mình phải bền. Thứ nhất là phải bền trong cái vấn đề ăn chay, đúng không? Dầu cho ăn mới ăn hay là ăn bao nhiêu năm đi chăng nữa phải ăn bền. Ăn tới chừng nào chết thôi, bỏ xác này thôi. Mà chết thôi còn chưa đủ, giống như Bảy Thiện nói đó, mai mốt chết còn phải dặn con cháu cúng chay nữa. Thấy không? Ăn tới chết mà còn chưa xong còn phải dặn mai mốt phải cúng chay cho tao à. Chứ để mình ăn chay mà không dặn mai mốt nó cúng mặn rồi sao? Giống như cái câu chuyện ông trưởng giả đó quý vị. Vậy thì cái thứ nhất là phải bền trong cái vấn đề ăn chay. Ăn suốt năm dài mà không biết ngán, ăn ráng ăn luôn, ăn không buông ăn bỏ. Ăn thoát luân hồi, ăn ngồi cực lạc, ăn đạt niết bàn, ăn sang tịnh độ, ăn vậy mới ngộ. Tức là mình phải bền trong vấn đề ăn chay. Mà ở đây con nói trong cái quá trình tu hành đồng đạo mình có nhiều người hối tiếc nha quý vị. Tại sao? Mình tu mà có con cháu á, nó tu á, là một cái thuận duyên. Mà mình chỉ tu có hai vợ chồng già hay có ông già bà già, con cháu nó không tu tới chừng mình bệnh mình chết là một cái điều nghịch cảnh. Tại sao? Có rất nhiều đồng đạo đã bị thất bại vấn đề này. Vì con nó không có tu cho nên cái hiểu biết nó không có. Nó thương cha mẹ, muốn cho cha mẹ mình sống lâu. Cho nên khi mình bệnh mình không còn tự chủ. Và khi nghiệp lực chúng ta tới, chúng ta thèm cái này thèm cái kia. Có người không thèm nó cũng ép.
phải không? Nó xây mặn để vào đồ chay, cuối cùng chúng ta ăn ra chúng ta phát hiện mặn thì đã lỡ rồi, thôi ăn luôn. Mà nhiều người đã thất bại. Cho nên con nói đó, cái người tu chúng ta không có con cháu là phải có đồng đạo nha quý vị. Phải có đồng đạo. Mình phải thương đồng đạo của mình. Ờ bà này, chú này không có con cháu. Khi bệnh tật là chúng ta phải gần gũi, dành thời gian dòm ngó. Chứ để công trình tu bao nhiêu năm, gần cái giờ lên máy bay cái xé vé, sửa soạn lên đi xe mà còn trở lại là cái điều rất là tiếc của. Cho nên Phật Thầy Thế An dạy trong 10 điều tâm niệm sao? An ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn buông thở ti vô hình, đừng ngỡ rằng không. Cho nên cái việc mà chúng ta chăm sóc cho đồng đạo bệnh tật cũng là một cái phước rất là lớn. Và nhất là cái người bạn đạo tu chung với chúng ta là mình phải có quan tâm cùng với nhau. Cho nên lần đó con nghe cái vị này nói, trong cuộc sống chúng ta có nhiều tình yêu đó quý vị. Ở thế gian chúng ta thương cha, thương mẹ, thương bạn bè, lớn lên lập gia đình chúng ta thương chồng, thương vợ. Khi chúng ta vào đạo chúng ta thương đạo, thương thầy. Mà ăn vậy đủ chưa? Chưa. Còn phải thương đồng đạo nữa. Thương Phật rồi, thương thầy rồi, thương đạo rồi, mà không thương đồng đạo là không được. Bởi vì cao sơn tư thạch cộng mà cao đạo chợ duyên giao. Núi cao nhờ đá chắc thành, đạo cao nhờ có bạn lành chợ duyên. Cho nên mình phải quan tâm tới cái người đồng đạo của mình nghe quý vị. Mà đồng đạo mình Đức Thầy dạy thương yêu lẫn nhau, con một cha mà thật sự mình nói nó không có đồng nhất hết, cũng có nhóm, phải không? Nhóm này hợp nhóm kia, thôi kệ nhóm nào thương thương nhóm đó đi, đúng không? Như gần đây con nghe nói ở cái vùng Lai Dung ở dưới đó quý vị, có một nhóm của đồng đạo. Khi mà kỉnh lễ vô thiết trình đó là con nghe nói thôi chứ mình chưa hỏi chính xác. Là có chỗ thì kỉnh lễ ba ngôi ha, Cửu Quyền Tam Bảo, rồi Bạn Thông Thiên, rồi tưởng niệm Đức Ông Đức Bà, tưởng niệm Anh Hùng Tử Sĩ. Còn cái chú này, cái chú chủ trương là không có kỉnh lễ Bạn Thông Thiên, chỉ hướng về ba ngôi thờ cúng, kỉnh cái một. Rồi cái bây giờ cái nhóm của chú bị cô lập, cái nhóm mà kỉnh ba ngôi bỏ cái nhóm kỉnh hai ngôi. Thành ra nó làm cho chia rẽ ra đấy rồi. Con nói chàng ơi, cái này nghi thức rồi, thôi kệ, ai hợp đâu làm đó. Có phải chỉ trong cái thời cúng của thầy, rồi phải chỉ ông bỏ luôn cái Bạn Thông Thiên á, thì chuyện đó quan trọng. Còn cái này kỉnh lễ, cũng như có chỗ kỉnh lễ khác, giống như mình cầu nguyện cũng vậy, có chỗ thì đọc Nam Mô, có chỗ đọc giấy, thì cái chuyện đó thôi đi, mình xí xóa cùng với nhau. Các pháp đều là phương tiện, đừng có chấp quá rồi. Cái nhóm đó hỏng qua lại nhóm này, mai mốt mời đám lòng vòng cái nhóm của mình thôi, nghĩ mời cái nhóm kia thì làm cho nó dụng dằn, nó manh múng ra nữa vậy, nó còn đâu có sự đoàn kết. Mà thầy nói lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết, phí sát phạm mê mệt đâu này, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Cho nên ở thế gian nhiều tiếng thị phi, về cửa Phật mới từ phi hỷ xã. Ở thế gian chúng ta là phải còn nhóm, còn một cái nơi nào đó, nhưng thôi mình thông cảm cùng với nhau. Bây giờ cái người nào gần gũi đi chung nhau thường xuyên đó, thì mình cố gắng mà trợ duyên nhau trong những người gần gũi mà gần, tiếp xúc với mình. Còn bao la quá mình không quản lý được, phải không? Gọi là ăn cây nào rào cây đó đó quý vị, cô bác mình nghe câu tục ngữ ăn cây nào rào cây đó, tức là cái người gần gũi mình có cái tình nghĩa thì thôi mình quan tâm nhiều hơn, mình trợ duyên nhau nhiều hơn. Còn những đồng đạo người ta ở cái nhóm đó thì có cái nhóm đó trợ duyên. Còn cái người gần chúng ta mà chúng ta không lo trợ duyên nữa thì chúng ta làm cho nhau thất bại ha. Vậy thì đó là trong cái vấn đề ăn chay chúng ta phải bền. Rồi trong cái vấn đề cúng lại là chúng ta phải bền. Cúng lại dù cúng hai thời, ba thời, bốn thời gì đó thì đừng có bỏ ha, cúng cho nó đúng giờ đúng giấc. Rồi chúng ta nói thêm cái gì nữa, Đức Thầy thì có dạy chúng ta hai cái thời cúng lại, nhưng mà cái giờ Đức Thầy không nói. Rồi sau này giáo hội người ta đưa ra cái giờ đó là từ 5 giờ tới 7 giờ là cái giờ cúng chiều ha. Buổi sáng là từ 4 giờ tới 6 giờ. Rồi có người nói bên nếu mà cúng chịch cái giờ này đó là Phật không chứng, thầy không chứng. Hôm rồi có thằng đại đó, nó tới nói vậy rồi lỡ tôi công chuyện này kia, tôi qua 7 giờ hay là tôi qua 6 giờ tôi cúng rồi sao? Vậy giờ cái thời cúng tôi nó vô tác dụng hay sao? Thì thôi bây giờ như thế này là Đức Thầy dạy căn bản là như vậy, tức là Đức Thầy nói là tưởng nhớ Phật chớ nên sái buổi. Đó là trong cái căn bản. Nhưng mà có những người có cái công chuyện làm ăn, cái giờ giấc người ta không theo múi giờ, thì thôi cái điều này mình cũng không nghe giờ cũng được, miễn đừng có bỏ cúng là được rồi. Có một cái mình rảnh ngay cái giờ đó,
mà mình không chịu cúng, mình nằm đó mình lướt Facebook, mình lướt sống hoài đó, mà mình để cho trễ giờ cái đó không được. Còn mình có công chuyện mà nó lỡ trễ giờ thì thôi, 9 giờ, 10 giờ miễn mình cúng rồi mình niệm Phật cho nửa tiếng, tiếng đồng hồ, đúng giờ là quý rồi. Đồng ý không quý vị? Chứ đâu phải bắt buộc phải cúng ngay cái giờ đó, rồi lỡ trễ giờ đó thôi nghỉ luôn. Vậy là không được. À. Rồi đó là, rồi đó là coi như đó là ba ngôi thờ cúng cũng vậy, phải không? Đức thầy dạy mình ba ngôi. Rồi cái thầy có cho mình linh động không? Có, thầy nói là nếu trong nhà chật hẹp thì nội một bàn thông thiên với một lư hương không cũng được. Ví dụ có người ta đi làm công ty không có chỗ thờ phượng, không có điều kiện thờ phượng thì mình thờ đơn giản lại, thì cái đây là đức thầy cho phép mình linh động. Chứ không phải chấp ở phải đủ ba ngôi thờ cúng, đó là cái nhà chúng ta, cái nơi mình có đủ điều kiện. Thậm chí tức thầy nói làm sao, mình cho thầy cho phép mình dễ là làm sao, đến giờ cúng đó làm sao mình hướng về hướng Tây. À, thì như thế là đức thầy cho phép mình linh động. Vậy thì trở lại ở đây là không phải nói cúng chạch giờ ha, mà chúng ta phải cúng cho đúng giờ. Nếu như cái giờ lao động của chúng ta, cái công việc làm ăn của chúng ta mình sắp xếp được là mình cúng cho đúng giờ. Trừ ra những người mà ta làm công ty hay công việc gì buôn bán gì đó nó không đúng thì mình linh động, tức là muốn niệm Phật bất cần sớm tối, ghi vào lòng 6 chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều tà, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Ở đây gọi là linh động. À, đồng ý không? Em ru luôn à. Giống như cái câu chuyện ngày xưa đó quý vị, câu chuyện bên thầy đó. Bữa đó có hai đồng đạo tới mà cùng một lúc mà đức thầy nói hai cái câu khác nhau. Cái người đầu tiên tới cái thầy nói sao ông tu mà ông không lo làm ăn. À, cái lát cái ông kia tới cái thầy nói sao ông tu mà ông làm ăn quá. À, cái ông đồng đại nói ủa sao cùng lúc mà thầy nói hai câu khác nhau thì hỏi lại cái ông mà thầy nói sao ông tu mà ông không lo làm ăn, là tại vì ông này ông tu thiên cơ. Mấy ông thiên cơ trồng chuối không chịu trồng nữa, 3 tháng mới ăn có đâu kẹp, bị mai mốt tới rồi. Cho nên bỏ không chịu làm ăn, thời gian bán hết tài sản thì chúng ta không thể tu được lâu. Cho nên thầy dạy tu không lo làm ăn. Thì điều thứ nhì thầy dạy sao phải cần kiệm sốt sáng lo làm ăn, lo tu hiền chân chất, cho nên cái người cư sĩ cũng phải lo làm ăn. Rồi cái ông thứ hai thầy nói sao ông tu mà ông làm ăn quá, là cái ông này ông giàu rồi mà ông còn đầu tắt mặt tối, giàu thôi ta bớt lại đi, khỏi chi mình nghèo thì mình bươi chải mình đi mình kiếm sống thì đúng rồi. Còn bây giờ mình giàu rồi, cuộc sống mình thoải mái rồi thì thôi bây giờ mình bớt lại để dành thời gian mình tu nhiều hơn. Cho nên cái người không lo làm ăn thầy cũng rầy, mà cái người làm ăn quá thầy cũng rầy. Đó là đức thầy đi con đường trung đạo. Rồi lần nữa đức thầy nhà ở nhà ông Hương Bảo Thạnh đó quý vị, cái bữa đó đức thầy tới giờ nghỉ trưa, cái có đồng đạo kia tới không gặp đức thầy, gặp Hương Bảo Thạnh, cái thầy nói giờ này thầy nghỉ trưa rồi mà ông muốn hỏi cái gì. Cái vị này nói tôi muốn tới để mà tôi xin phép thầy ăn chay, bây giờ thầy dạy chay 4 bữa là quy tắc mà giờ tôi muốn ăn chay trường không biết được không. Cái Hương Bảo Thạnh nói thôi khỏi gặp thầy mà tôi chắc với ông là không được. Lý do ngày hôm qua cũng có một người tới hỏi như vậy, đức thầy không cho. Cái lúc đó đức thầy ở trong bước ra, thầy nói làm sao ông Hương Bộ biết tôi không cho. Nói dạ bị ngại qua có đồng đạo tới hỏi thầy không cho. Thầy nói không cho là bởi vì tôi biết cái trình độ người đó ăn chay không được, cho nên tôi không cho. Còn cái người này là ăn được, cho nên cái người này ăn được. À, mình tu Phật giáo ảo phải linh động vậy quý vị, chứ đâu có chấp một chỗ. Hay là có một câu chuyện, có cái ông đồng đạo đó, ông rình đức thầy cúng đó. Cái thầy nói ông rình tôi cúng chi ạ? À? Nói rình thầy cúng đặng mà con cúng đúng theo thầy. Cái thầy nói ông ở gần tôi, ông thấy tôi cúng đặng cúng đúng theo tôi, đặng mai mốt đắc đạo. Còn những đồng đạo ta ở xa, ta không gặp tôi, ta không cúng đúng theo tôi, vậy ta không đắc đạo hả? Là phá chấp. Hình tướng chỉ là phương tiện thôi. Đồng ý là trong khoa học người tín đồ giáo hảo mình phải cúng cho đúng hình thức, nhưng mà đừng có quá quan trọng. Mình chỉ chấp hình thức mà chúng ta không có nội dung thì cũng không đi đến một cái tốt đẹp. Cho nên ở đây đức thầy phá chấp. Hay có chỗ thầy nói sao, việc tu đâu đợi hương đang làm gì. Đâu phải tu là trong cái giờ cúng không, mà ngoài cái giờ cúng ra
Chúng ta phải hiểu là có những cái việc tu mà không cần hương đăng giúp người, chúng ta làm những việc thực tế đó là không cần hương đăng đó quý vị. Chúng ta ngồi trong đạo tràng sinh hoạt Phật pháp, chúng ta ở trong cái nơi cúng kiến là hương đăng, nhưng khi bước ra ngoài xã hội có những cái việc tu mà nó không cần hương đăng mà chúng ta phải biết xử sự. Cái câu chuyện mà anh em hay nhắc đó, coi xin nhắc lại đó, cái bác lần đó bác Hai Như Sanh đó, cái quý đồng đạo mình đang ngồi nói chuyện đông đảo lắm, ngồi nói chuyện đạo bàn đạo đức này kia, cái có ông bác ở xóm đó quý vị, ổng đang hè hạch nên là dê một cái phi nước nặng lắm, có thể ổng làm không nổi, mà đồng đạo mình không chịu tiếp. Cái bác Hai đi ngang, bác Hai dỗ vô cái phi, bác Hai nói đạo ở đây nè, tức là để cho chúng ta biết là cái thực tế trước mắt đạo cần phải làm, chứ không phải chúng ta chỉ nói không. Khi có cơ hội thì chúng ta nói, mà khi có cần, cái việc xảy ra trước mắt là chúng ta phải làm, đó được gọi là chúng ta linh động, chứ không phải chúng ta giống như mình học ở đây, mình nghe đây là mình lý thuyết rồi. Còn khi đi ra ngoài gặp cảnh là thực hành. Mà khi mình đi thi bằng lái đó, mình đậu lý thuyết không, rồi mình đậu không? Không. Ở trên con có ông đó thi đậu lý thuyết 3 lần, mà ra lái chặt hết 3 lần, nạp hồ sơ học lại 3 lần. Mà ông là hiệu trưởng đâu quý vị, hiệu trưởng của cái trường nào đó. Mà ông học thì giỏi, tức là cái người có trí thức học lý thuyết thì giỏi lắm, mà chạy thì chạy không được, thành ra 3 lần bị rớt. Giờ không biết sau này ông có đậu không, con tìm hiểu tới đó còn không tìm hiểu nữa. Vậy thì ở đây chúng ta nghe pháp nghe đạo là mình lý thuyết, mà đối diện với cuộc sống, ứng dụng vào cuộc sống là chúng ta thực hành. Lý thuyết đậu rồi mà thực hành được là ta mới cấp bằng cho mình, phải không? Lý thuyết đậu mà thực hành không được thì không có cấp bằng. Hôm nay cũng vậy, chúng ta nói đạo trong môi trường đạo, mà ra ngoài cuộc sống là chúng ta phải ứng dụng cho được, là cái đó là thực hành đó, đó là cấp bằng đó. Gì thực hành được thì chúng ta mới cấp bằng. Vậy thì cái thứ hai là chúng ta phải bền trong cái vấn đề cúng lại, không cúng mà không bỏ, trừ khi mình đau ốm gì đó, như thế nào đó thì thôi mình nằm niệm Phật. Rồi cái thứ ba là mình bền trong cái gì, cái thứ ba là chúng ta bền trong cái niệm Phật, cúng ăn chay rồi cúng lại niệm Phật. Niệm Phật thì Đức Thầy dạy chúng ta có hai cách niệm theo thời khóa đó, niệm theo cái và niệm theo hoàn cảnh. Niệm theo thời khóa là sao thầy nó cúng xong ngồi niệm Phật cũng tốt, ngồi bán già thẳng lưng niệm Nam Mô Đà Phật, hay là niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập, cái bài tiếp dẫn hay cái bài một Tây Phương Phổ Độ đó, đó là chúng ta niệm Phật trong thời khóa. Ví dụ như bây giờ đồng đạo mình mỗi thời cúng xong đó là chúng ta phải niệm Phật, nếu có sức khỏe phải niệm từ nửa tiếng trở lên 45 phút, đó là căn bản nha quý vị. Rồi cái thứ hai là niệm ngoài thời khóa là đi đứng nằm ngồi, lòng sáu chữ nhớ không có ngớt, phải không? Cái giảng xưa thì nói đi đứng niệm Di Đà, nằm ngồi trì lục tự, thức cũng tưởng A Di, ngủ cũng nghi sáu chữ đó, thì đó là chúng ta niệm Phật ngoài thời khóa. Nhưng mà nếu chúng ta không có bận rộn công việc thì phải niệm Phật trong thời khóa nha. Có người cái nghe nói Đức Thầy dạy mình đi đứng nằm ngồi cho nên thôi cúng xong là tôi không có ngồi, vậy là mình thiếu cái tư thế trong thời khóa. Đức Thầy dạy mình hai phần mà, trong thời khóa và ngoài thời khóa. Ở bên con có thằng đệ này lâu rồi nha, nó cúng sớm lắm, 4 giờ thức, 3 giờ mấy thức, 4 giờ cúng. Mà cúng xong cái 4 giờ rưỡi cái nó lại nhậm đồng đạo uống nước trà, mới 4 giờ rưỡi cái lại kêu cổ nấu nước trà uống hai không. Mà bữa nào cũng cúng 4 giờ hết. Cúng sớm như vậy là tốt, mà thôi phải chi mình ráng niệm Phật tới 5-6 giờ đi, rồi mình hãy đi uống cà phê hay uống nước trà. Chứ mới có 4-5 giờ cúng xong, vô cúng có 15-20 phút xong mà chúng ta không niệm Phật tiếng nào hết, rồi chúng ta đi uống nước trà, uống cà phê, thì như vậy là chúng ta thiếu cái niệm Phật trong thời khóa. Đồng ý không quý vị? Đó là chúng ta phải bền trong cái vấn đề niệm Phật, ha. Niệm thời khóa, niệm không thời khóa. Rồi thứ ba là, thứ tư là phải bền trong vấn đề làm lành. Làm lành ở đây thì chúng ta, Đức Thầy dạy mình đó quý vị, mình đừng làm các việc ác, luôn làm các việc lành, tịnh được lòng của mình, ấy là lời Phật dạy, ha. Thì chúng ta phải có vấn đề làm lành. Làm lành có hai phần, một là chúng ta sức cổ để làm, hai chúng ta sức công để làm. Sức công là chúng ta không có cổ thì mình dùng cái sức khỏe của mình để mà mình làm, mình đi đắp cầu bồi lộ, đi kiếm thuốc nam, gọi là sức công. Thì đây là hai phương tiện để chúng ta làm lành. Mà hễ chúng ta làm lành đó, có một cái việc lành đầu tiên hết mà Đức Thầy nói là sao, muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu. Đó là đầu tiên trong việc lành, là chúng ta phải hiếu để với cha mẹ.
Rồi chúng ta phải bền trong cái giữ giới, ăn chay cúng lại, niệm Phật, làm lành và giữ giới. Đây là năm cái điều mà chúng ta cần phải bền, không được buông bỏ. Thì thôi, những cái điều này thì nó còn rất là nhiều chi tiết. Thôi bữa nay mình sắc kẹo vậy đi, tức là con trình bày cùng quý vị ha, một cái đoạn giảng tiếp theo là chốn Phật đường ráng trao đức hạnh, phải bền lòng mới rảnh trần ai. Thì trong cái bền, trong quá trình tu hành chúng ta, và năm cái việc chúng ta phải bền: ăn chay cúng lại, niệm Phật, giữ giới. Chúng ta phải bền giữ cái điều này cho tới cái ngày thành công viên mãn, thì tin chắc rằng là cái đường tu của chúng ta sẽ đạt thành kết quả tốt đẹp. Thì thôi, đến cái thời chia sẻ của Đại Hường đến đây xin phép dừng lại. Xin chân thành cảm ơn gia đình, cảm ơn đồng đạo đã ủng hộ trong buổi chia sẻ hôm nay. Nếu được có chút chi công đức, xin nguyện hồi hướng cho của quyền thất tổ, vong linh qua của người cố hôm nay được siêu thăng về thế gian lành của chư Phật, và hồi hướng chung cho tất cả của bác anh chị em chúng ta. Người còn trong hiện tại thì chúng ta tinh tấn tu hành, người đã qua đời thì chúng ta cũng nương vào công đức của Phật để chúng ta tu tiến lên. Trong buổi chia sẻ thì tất nhiên không làm sao tránh khỏi điều sơ sót, ngưỡng mong quý vị vì tình thương chung nên tình quan hỷ. Chúng tôi thành thật tri ân đến đây xin được hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.